gì vậy muội? Dây xúc cát hả? Có cái túi lưới đi để hồi cất vô lại đây đây. Bỏ vô bao nè. Bữa nay muội đem đồ chơi xúc cát theo muội chơi nha các bạn. Ra công viên cát phải có đồ chơi xúc cát chứ. Còn nữa nè. Còn bộ nữa nè, con lấy nữa không? Hả? Muội. Còn đây nữa nè. Muội lấy ra không? Muội chơi nữa không? Hay muội chơi cầu trượt? Muội ra con khác chơi đây. Muội kinh quá, con qua bên kia muội chơi. Có bên kia có nắng không? Công viên bên này mát mà không chơi, mà chạy qua công viên bên kia nắng quá trời nắng luôn. Qua đây nè mọi ơi. Nắng nhiều quá đâu có cát ướt đâu. Con qua bên kia đi, bên kia ít nắng hơn á. Con vô bên kia, con để dép bên kia mà con chạy qua bên này con chơi. Kỳ vậy. Lấy nữa không? Lấy được chơi nữa không? Nữa. Rồi con đổ ra đi. Rồi bỏ cái bao vô đây, lại đây lụm cái bao con, đừng có sợ ghét vậy. Lụm cái bao bỏ đây nè để họ cất về. Thôi được theo nhanh lên. Nhanh lên rồi. Bye bye. Nhanh lên. Dép của muội đâu rồi muội? Dép bao chạy trốn muội. Dép đâu? Cái bao xốp nó chạy trốn muội ha. Cái bao nó chạy trốn muội. Dép muội đâu rồi? Gần hồi người ta lụm người ta bán vô chai luôn. Rồi qua lấy dép rồi người ta sẽ lụm đồ chơi người ta bán vô chai luôn. Đi làm dép rồi các bạn ơi. Đây có vườn hoa đẹp quá trời luôn. Có mấy cái bông hoa đẹp quá mọi ơi. Có cái đồ chơi nó xuất ra, để nó đi. Rồi ngã luôn rồi kìa. Ngã luôn rồi nè, lấy xô nè xúc cho nó nhiều. Trời ơi. Chi cho nó mệt dữ vậy muội. Trời ơi. Sao? Có xẻng mà không lấy. Có xẻng mà không lấy. Bên kia đó kìa. Hai cái lâu đài để xúc xúc ở sau lưng con đó kìa. Rồi con rây cát vô xô hay gì con để vậy vậy? Con lấy hai cái kia con xốp nó dễ hơn. Hai cái kia kìa, cái hồng với cái đỏ đó. Lấy ra xúc đi. Em ở đây là xúc chưa? Giữ, quay giữ đã nè. Nhưng mà chua này. Đây bằng cái đó nó nhanh nha. Con lấy cái kia kìa, con xúc con đổ vô. Ủa, có thật nhiều đồ chơi cát. Chơi
chơi cầu trượt đi, rồi hồi bớt nắng rồi lại đi chơi mọi ơi. Đây nắng quá. Ở bên kia ít nắng hơn mà mọi không chơi. Mọi chạy qua đây nắng quá. Đó mình sàn ra phải không? Coi chừng nha, coi chừng đứt xô luôn nha, nặng quá. Xô nhiều cá quá. Đùng. Đổ vô đây nè cho nó cái chống chống nó quay. Nhìn lên nổi không? Coi chừng đổ vô mặt á. Đứng lên, chỉnh kiệm lên đó. Chống dưới nó quay quá trời đi chơi cầu trượt với con, chơi cát hoài vậy. Chính đồ đó bỏ qua bên đây nè, mẹ không thấy.
thùng của người ta ra dạ. Mấy cái đồ sốt kia con không lấy con sốt, con gỡ cái thùng túi của người ta ra. Cái nút túi đâu rồi? Rồi gắn lại đi, gắn lại cái thùng đi. Mới nắng xong đi, cái chân đất nó nóng ghê hả mùi? Dạ. Vậy mà không ăn vé. Ủa mà sao mẹ không ăn vé? Thì mẹ đi chân đất giống mùi nè, mẹ mới biết cái công viên ở dưới gạch nó nóng quá trời luôn. Quay rồi, chóng mặt rồi, quay mồng mồng. Chóng mặt quay mồng mồng rồi. Xỉu hả?
rồi. Ừ, đó mát. Mà cái bông này đẹp quá, mỗi quá. Bông màu hồng đẹp quá ha. Nhiều bông ghê. Ờ, có nhị nữa. Ờ, mát. Mà đi chân đất, đừng lên đất con. Đi dưới này, mang dép đi. Đi dép mà. Ôi, ngồi ngay chỗ nắng. Đi qua bên đây cho nó mát nè. Dép đi nè. Hồi nãy chơi chỗ nào có thì dép chỗ đó. Con chơi chỗ này dép qua đây. Thì đi đâu nữa, trượt cầu trượt hả? Thôi, chỗ này ai xây bự quá ha. To bự cao quá. Rồi trượt cậu trượt đi. Cậu trượt giờ không có ai trượt hết. Giờ mùi trượt nha. Các bạn ơi vô cả. Mùi phá hủy lâu đài. Kia nữa kìa. Bự quá. Lâu đài bự quá bị mùi phá hủy luôn. Bộ chơi cát qua đây chơi là mỗi đây mát hơn là bên kia nóng quá. Đi. Ok mẹ. Đi đem qua đây chơi, mang dép luôn nha. Đi không? Ừ. Đem hết bộ chơi cát qua đây chơi, mang dép vô luôn. Cái xô luôn, đổ cát ra bớt đi con. Rồi con xách mấy cái kia đi. Cái bình tưới nhớ lấy cái nắp của nó luôn. Để mẹ cầm cái này cho. Rồi xách mấy kia đi. Cát đổ ra đi cho nhẹ. Cái bình tưới cái nắp nó đâu con? Cái nắp của bình tưới. Sao không biết được, đổ cát nó ra đi. Đổ cát nó ra, con xách qua bên kia nó bể xô á. Nó nặng quá, nó bể xô, đổ cát con đi. Nó gãy cái cán xô quá à. Cái... bỏ lên đây nè.
bỏ xuống dưới, bỏ xuống dưới thấp quá con. Nè. Bảy tuổi.